Thứ sáu vừa rồi chúng ta có học thêm một buổi nữa ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục các vị nhớ chương thứ mấy không? Chương thứ ba phải không? Đấy, rồi chương thứ ba mình tới ngay cái đoạn là thọ nhận đạo pháp. Đó, tôi giải thích cái tiếp tục giải thích cái từ là thọ nhận đạo pháp ha. Từ tướng mà vào tâm là từ đó là cái giải thích về cái tướng là cạo bỏ râu tóc nè ha, mặc y phục rồi giờ tới cái bốn cái từ, mấy từ là thọ nhận đạo pháp. Thì ở đây thọ lãnh giáo pháp thì thường là chỉ cho giới luật của vị tỳ kheo và thọ nhận cái chánh pháp tức là cái giáo lý của Đức Phật á, và lấy những cái đó để làm tài sản, còn phải xả bỏ hết những tài sản vật chất ở ngoài đời mà giáo pháp và giới luật là tài sản của một vị xuất gia tu tập. Thì các vị có nhớ là trong kinh Tứ Diệu Đế và trong 37 phẩm trợ đạo đó thì Đức Phật có đề cập tới thất thánh tài của một vị xuất gia, của một vị thánh xuất gia. Thánh tài tức là tài này là tài sản, tài sản bảy cái loại tài sản của một vị xuất gia để muốn làm một vị thánh thì chỉ lấy giáo pháp mà tượng trưng cho trong cái thất thánh tài của Đức Phật nó cần thiết cho một người xuất gia. Thì tôi nói bảy cái này cho một người xuất gia, nhưng mà thật ra kể tên ra thì nó cũng tài sản cho quý vị Phật tử của nó, vì quý vị Phật tử có thể làm được và có thể tu tập được theo cái thất thánh tài này. Đức Phật gọi tên hẳn bảy cái pháp này là thất thánh tài luôn, là tài sản của một vị thánh luôn. Rồi các vị coi các vị Phật tử làm được không nha, có phải là tài sản của quý vị không nha. Cái thứ nhất là tín, tín là đức tin, cái lòng tin chân chánh đối với Phật pháp tăng, đối với những cái chánh pháp. Các vị làm được không, có phải tài sản của quý vị không ạ? Được phải không ạ? Đâu có phải là người xuất gia mới có cái này, thì người Phật tử cũng có thể tu tập tạo cho mình cái đức tin, và nó cũng thuộc là tài sản của quý vị luôn, để cho quý vị làm thánh, tài sản của một bậc thánh. Cái thứ hai là giới, thì người xuất gia thì giữ giới 250 giới của vị tỳ kheo, còn đi thì là 348 giới, nhưng các vị cũng có năm giới của các vị. Không phải năm giới là ít hay nhiều mà cái số lượng, tại vì nhưng mà năm cái giới đó nó thuộc về là năm cái giới quan trọng nhất. Còn các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thì thêm những cái giới mà trong từng cử chỉ, lời ăn, tiếng nói của các vị tỳ kheo thì phải vô trong cái khuôn khổ. Còn những cái giới quan trọng của người xuất gia cũng là cũng nằm trong, nó thật sự ra là nó cũng nằm trong năm cái giới của quý vị Phật tử thôi. Còn ngoài ra như là những cái giới mà để thêm vô mà cộng thêm được ra là 250 giới, hoặc là bên đi là 348 giới, là những cái giới mà Đức Phật đặt ra để cho khép cái người xuất gia vào ở trong miệng, thân, miệng và ý, vô trong cái khuôn khổ không lệch ra được. Giống như kiểu như là
Thật sự ra mà nói, giới là không giữ tiền, không được ví dụ giới của người xuất gia không giữ tiền nè, thì đó là để cho vì người xuất gia rồi thì không được như vậy, để vì có đồng tiền thì họ sẽ dễ phạm những cái lỗi lầm mà không có giữ được cái danh tiếng của người xuất gia, hoặc là cái giới là ví dụ đây, tôi ví dụ như cái này nè, là để cho quý vị thấy là cái căn bản của quý vị cũng là căn bản. Ví dụ như trong giới luật của người xuất gia có cái giới là nửa tháng tăng một lần, thì đó thì đây là để không phải tôi nói ra, quý vị có thể có quyền nghe cái đó, tại vì tôi không nói nêu cái tên của khi mà phạm thì phạm vô cái gì đó, Đức Phật phạm vô kết giới cái gì, để muốn cho quý vị biết là không phải nhiều như vậy, có nghĩa là tất cả đều là như là, nhưng là nó khó khăn hơn quý vị, thật sự nó khó khăn hơn, nhưng mà cái đó chỉ là ép cho người xuất gia vô trong cái khuôn khổ. Nửa tháng tăng một lần đó là chi biết không, đừng có buông lung rồi cứ nhảy, thì xưa mà cứ nhảy xuống suối rồi bơi lội hoài rồi chứ, rồi xong rồi không có thời giờ tu tập, rồi đó là để chi, để mà đừng có yêu cái thân mình quá, người quá sạch sẽ đó, yêu cái thân, trao chuốt cái thân mình quá, mục đích là như vậy thôi. Người xuất gia khó hơn, nhưng mà những cái đó để là những cái hàng rào ngăn cản người xuất gia lại bớt đi những cái thời gian phí phạm, bớt đi những cái hành động hoặc là những cái lời nói, là thậm chí có cái giới là cũng thuộc giới của người xuất gia luôn, là không được dọa đánh người khác. Đây là cái giới là trong 348 giới đó, thì những cái đó tôi muốn đưa ra để cho quý vị thấy là năm giới của quý vị là quan trọng, thì ở trong người xuất gia năm cái đó cũng là giới trọng, và có những cái loại giới khinh là tức là nhẹ đó, thì ví dụ như là không để cho chặn người xuất gia không có những cái lời nói bất thiện để cho người khác họ đánh giá, hoặc là để đừng có tạo nghiệp đó. Thì ví dụ nếu mà nói một câu tôi đánh ngay là đã phạm giới rồi, nếu đối với người xuất gia là như vậy. Cho nên tuy là 348 giới của Bình Ni và 250 giới của Tỳ Kheo, nhưng cái quan trọng vẫn nằm ở năm giới của quý vị, và năm giới của quý vị là cái quan trọng nhất. Nên là bốn cái trước là thuộc về nó, tám giới xuất gia hay tại gia đều là quan trọng với nhau. Còn giới luật của Tỳ Kheo Ni, người xuất gia nó nhiều hơn, là để khép cho người xuất gia ở một cái khuôn khổ, không trình một cái gì để người thế gian, giới giữ giới với mục đích là để cho người thế gian họ đừng có chê cười người xuất gia và đừng đánh giá đạo Phật, để tránh cái hiềm khích của thế gian và tránh cái lỗi lầm cho bản thân của người tu. Cho nên những cái giới số nhiều nhưng cái quan trọng vẫn tập trung ở năm giới của quý vị mà thôi. Còn như tôi nói đó, nửa tháng không được, chỉ được tắm một lần thôi. Thật sự ra nhưng mà có cái khai mở ra, ví dụ như làm việc nhiều, đặt thì đặt như vậy, nói hơi ra ngoài đề với các vị, nhưng mà Đức Phật thì rất là từ bi, vì có một vị Tỳ Kheo mà cứ ăn rồi cứ lo tắm mà quý cái thân mình quá mà sạch sẽ quá, nên mới nói là nửa tháng chỉ cho tắm một lần thôi. Mà bên xứ Ấn Độ thì xưa cũng nghèo, cũng thiếu nước rồi, cho tắm một lần thôi, nhưng mà rồi khai mở ra, ví dụ như làm việc nhiều, cho tắm, không phạm một cái giới là nửa tháng tắm lần, hoặc là đi mà bị mưa ướt mà thậm chí chỉ một vài giọt mà ướt trong người mình, có vị Tỳ Kheo đó thôi, thì Tỳ Kheo đó cũng được tắm, nhưng không phạm giới. Đó, tại sao phải như vậy? Là vì khi có như vậy thì nhắc nhở vị Tỳ Kheo hay là Tỳ Kheo Ni, bổn phận của mình tu tập không phải quá nhiều thời, mất quá nhiều thời gian trong cái thân này, hoặc là thậm chí tôi kể các vị nghe là cái giới mà không giữ tiền đó, đúng ra giới của Đức Phật dạy là người xuất gia Tỳ Kheo này không được giữ tiền, nhưng mà một thời gian thì tuyệt đối là như vậy, nhưng sau có một vài nhân duyên khác phát triển lên thì Đức Phật cho về sau thì cho giữ tiền, nhưng mà phải cầu một tịnh thí chủ. Cầu một tịnh thí chủ, ví dụ như tôi nè, tôi muốn giữ tiền ha,
Em tên gì? Em trong tay đó. À, Phước Nguyên, tỉnh thí chủ đây. Có nghĩa là tôi nói với Phước Nguyên làm tỉnh thí chủ cho cô. Tỉnh thí chủ đây có nghĩa là gì? Ví dụ người nào mà tỉnh thí chủ, tôi phải giải thích cho Phước Nguyên biết là ví dụ ai cúng dường tiền cho cô á, thì cô nắm cái tiền, ví dụ chú cúng cho tôi tiền đi, thì tôi nắm tiền đó, xong mới nói nè, tiền này là của Phước Nguyên, tôi vì Phước Nguyên mà tôi xài. Hiểu ơi, hiểu ý tôi nói không? Cho phép còn một tỉnh thí chủ và cái người cúng tiền cho tôi đó, có nghĩa là tiền của Phước Nguyên, phải không? Rồi tôi khi tôi nhận thì khi mà Phước Nguyên nhận, tôi giải thích cho Phước Nguyên hiểu tỉnh thí chủ là thế nào, thì coi như là hứng cái tiếng cho tôi đó. Thì khi tôi nhận cái tiền đó, tôi nói là tiền này là của Phước Nguyên, thì tôi xài cho vì Phước Nguyên mà tôi xài cái tiền này. Nhưng mà khi Phước Nguyên có quyền, ví dụ như cô A có B có C hay chú A có B có C cúng cho tôi mà Phước Nguyên tới nói là đưa tiền cho con, bắt buộc tôi phải đưa rồi đó. Vì phải không? Nhưng mà bởi vậy cái người đó mình cũng phải tin tưởng. Đây tôi nói sơ qua giới luật một chút xíu nữa để cho quý vị thấy là phân biệt giữa hai. Nhưng cái giới trọng nó vẫn nằm. Nhưng mà tại sao vẫn cho mình xài tiền mà Đức Phật hoặc là các vị tổ mình sao rắc rối như vậy thì thôi, khỏi có tỉnh thí chủ. Nhưng thật sự ra một người khi mà không bắt như vậy đó, thì khi xưa tôi ở Việt Nam tôi cũng có, mặc dù cái người tỉnh thí chủ đó họ ở xa mình, khi mình đã cậu họ rồi, họ ở xa mình ngàn dặm hay ở nước khác được, mình cũng có quyền, vì nó chỉ là một cái hình thức. Mà ví dụ như khi tôi cầu Phước Nguyên làm tỉnh thí chủ rồi, tôi đi tới nước khác không ở nước Mỹ nữa, tỉnh tôi vẫn có quyền, tôi nói tôi ai cúng tiền cho tôi vẫn có quyền nói là tôi vì tỉnh Phước Nguyên, tôi nhận cái tiền này, tôi vì tỉnh Phước Nguyên tôi xài cái tiền này để chi mà rắc rối như vậy. Có nghĩa là mỗi lần một người cúng cho tôi cầm đồng tiền này, tôi nói cái câu tôi nhận, hoặc là thời bây giờ không có nói ra tiếng nữa, ra miệng nữa, mà trong lòng tôi phải nghĩ, thì tôi mới đúng luật, đúng pháp, tôi đồng tiền này là tỉnh Phước Nguyên làm tỉnh thí chủ, mình vì tỉnh Phước Nguyên mình xài. Mỗi lần nhắc như vậy là mỗi lần tôi nhớ tới giới luật của mình. Đức Phật cấm, nhưng vì thời bây giờ không có tiền thì không có phương tiện để đi máy bay, để đi hoàn pháp, hay không thể nào sống được. Nếu mình đi ra, chỉ cái người không giữ giới luật, không cầm tiền được, là cái người đó chỉ nhập thất tu thôi, hoặc là chỉ ở trong vòng cái chùa của mình, không bước chân ra ngoài thì mới hỏa may mới được. Còn nếu đã sống trong xã hội này mà có đi ra làm Phật sự nước ngoài hay là đi ra ngoài, phải cần tiền, phải hòa nhập với xã hội mà xài tiền. Nhưng mà khai mở ra như vậy có nghĩa là gì? Mỗi lần cầm cái đồng tiền đó, mình nhớ tới cái giới, mỗi lần mình nói vì Phước Nguyên mình xài, có nghĩa là mình nhắc cô, nhắc cho chính cô là người tu phải thiểu dục tri túc. Giới của Phật đặt ra mình không được xài tiền. Nhưng mà bây giờ mình sống xã hội này còn đi lui đi tới, và cái đồng tiền là cái sự giao tế cần thiết của cuộc sống, mình không thể mình giữ cái giới đó được. Nhưng mỗi lần nói như vậy là mỗi lần nhắc nhở mình giới luật của mình không được xài đồng tiền phung phí, không được xài đồng tiền không đúng mục đích của người tu, không được như thế này, không được như thế nọ. Có nghĩa là tự nhắc nhở mỗi lần cầm, mà mỗi lần nhắc mình cái câu đó, cho nên Đức Phật mới bắt mình phải, nếu khai mở ra cho mình là phải chi cầu một tình cái chỗ, và khi người nào cúng điện mình phải nói tôi vì cái người tình cái chỗ đó mà xài, với mục đích là nhắc nhở để mình đừng tham quá, để mình nhớ giới luật của mình, để mình nhớ mình là một người tu, cái mục đích là như vậy đó. Phải không? Tôi nói hơi quá qua cái giới luật của tỳ kheo, nhưng mà để phân tích cho các vị thấy là vì ở đây chỉ giới, là không phải là mà nói ở xuất gia có 250 giới thì quý vị không có phần trong đó, mà các giới Đức Phật đặt ra cho người xuất gia thì là ghét cho người xuất gia mắt, coi như là thân miệng nằm ở trong một cái khuôn khổ để cho người thế gian họ không chê hiềm, không chê hiềm được cái người tu, không
coi thường cái đạo Phật, và chính bản thân người giữ giới khép ba nghiệp cho nó thanh tịnh, còn giới trọng vẫn nằm ở trong năm giới của quý vị. Mục đích tôi nói ra giới của tỳ kheo đi là mục đích như vậy. Cho nên các vị đừng nghĩ là quý vị không có cái thánh tài trong giới luật của quý vị, năm giới của quý vị. Tuy năm giới quý vị là chỉ năm giới thôi, nhưng mà năm giới rất là quan trọng, rất là quan trọng. Và đó cũng là giới trọng của một vị xuất gia, chứ không phải là số nhiều, có cái số lượng nó nhiều như vậy là quan trọng. Ví dụ như là trong 348 giới của tôi cũng có cái giới là vô nhà cư sĩ không được liếc ngó hai bên. Thì đó, liếc ngó hai bên thì quý vị thấy là cũng là thuộc một giới của tôi đó, của tôi sẽ giữ đó. Đi vô nhà tử không phải liếc ngó hai bên tùm lum tà la vậy, mà chín đường đường. Bởi vậy nếu mà cái phong thái của người tu là phải như vậy, mắt nhìn thẳng, đi không liếc qua, không liếc về, đó là để giữ gìn cái phong thái. Thì quý vị thấy đó là chỉ những cái giới giúp cho cái người tu, phong thái của một người tu sĩ nó ra một tu sĩ. Còn cái trọng vẫn nằm trong năm giới của quý vị. Tôi nói ra nhiều giới nhỏ nhỏ của tôi đó để cho quý vị có cái niềm tin vô cái giới của quý vị là những cái giới cũng là thánh tài. Nếu quý vị giữ thì nó cũng trở thành thánh tài, vì đó là nó thuộc cái tánh giới. Cái thứ ba là tàm, là cũng thánh tài, quý vị cũng làm được này. Cái tàm này là biết xấu hổ, hổ thẹn khi mình phạm lỗi, nhưng mà cái này là mình tự suy xét tính khi mình phạm lỗi, mặc dù chưa ai biết là mình phạm lỗi cái tàm này, nhưng mà mình thấy mình đã nói sai một câu rồi đó, hay là mình đã suy nghĩ sai, hay là mình đã hành động sai rồi đó, thì tự mình biết và mình tự mình hổ thẹn với bản thân mình là cái tàm á. Rồi các vị cũng có, cũng là thánh tài của quý vị rồi đó, chứ đâu phải là cái người tu không đâu. Quý tức là các vị xấu hổ với những người xung quanh, những khi làm lỗi thì các vị xấu hổ với người xung quanh, thì chỉ quý, tàm quý đó. Đa văn tức là học rộng nghe nhiều về giáo pháp, thì các vị tới lớp đây là các vị học về giáo pháp, các vị thì các vị cũng có đa văn rồi, thì đa văn là để cho thành một cái thánh tài đó cho các vị rồi, để làm tư lương để các vị biết được cái nào trúng, cái nào sai, cái nào hay, cái nào dở, để mà trong cuộc sống, áp dụng trong cuộc sống. Thì nghe nhiều thì mới biết nhiều, thì biết nhiều thì mới biết phân biệt được trúng sai. Thật sự ra những cái có thể là những cái mà ở ngoài đời họ cho là đúng, nhưng mà theo ý của Đức Phật hay trong giáo pháp của Đức Phật thì nó chưa hẳn là đúng lắm, phải không? Thì khi mình học thì mình mới biết cái sâu xa của cái đúng cái sai ở thế gian. Rồi thì các vị cũng là có trí tuệ, lấy trí tuệ, trao dồi trí tuệ để lấy cái trí tuệ là làm thánh tài, các vị cũng làm được, phải không? Còn thí và xả, thí là đưa ra ngoài, xả là buông xả tất cả, tức là làm những việc bố thí về vật chất, còn cái xả này là xả tất cả những cái chấp mê, cái mê mờ, hoặc là buông bỏ những cái mà không đúng, mình buông xả những cái mà vật chất hay là những cái mà nó làm cho mình phiền não đó, mà thí xả là buông xả đó. Thì tất cả những cái này quý vị đều làm được hết, chứ không phải thất thánh tài này chỉ dành riêng cho người xuất gia, mà những người nào tu với đạo Phật đều có thể lấy bảy cái này để làm tài sản cho mình. Như bữa trước tôi làm tài sản cho mình, mà cái tài sản này nếu quý vị gây dựng được cho mình thì các vị đem theo được đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa, các vị đem theo được. Tặng trí tuệ các vị đem theo được, đa văn các vị đem theo được, tất cả những cái này là các vị đem theo được, được hết, theo mình hết, không phải chỉ lợi lạc cho mình trong đời này mà tất cả các đời sau. Cho nên nó là thất thánh tài mà làm cho mình, con người mình trở nên cao quý hơn, cho nên nó là thánh, là nó tới tài sản để giúp cho mình thành thánh, thành Phật đó.
rồi tại sao từ bỏ của cải ở thế gian. Trong cái bài, trong cái câu này là mình bắt người tu là phải từ bỏ của cải thế gian, vì của càng nhiều thì càng đau khổ. Cái của cải thế gian càng nhiều thì càng khiến cho mình đau khổ, và mất thời gian với nó nhiều mà cái đó như tôi nói đó, nó không có đem theo được. Rồi tài sản nhiều thì phải trộm cướp. Bây giờ thì các vị tình hình các vị thấy lừa gạt, giết mạng của mình để mà họ chiếm đoạt tài sản, rồi mình khổ lao tâm khổ trí để tạo ra cái tài sản. Tài sản tạo ra, mất thời gian tạo ra nó thì nhiều, khổ thân để tạo ra nó thì nhiều, nhưng mà hưởng lại cái tài sản mình đã tạo ra thì không bao nhiêu hết, mà những cái tài sản đó không mang theo được cho mình nữa. Cho nên nói là từ bỏ, thì với người xuất gia thì từ bỏ là phải nói là gần như là phải từ bỏ một cách rốt ráo tài sản vật chất. Còn quý vị thì trong hoàn cảnh của quý vị thì quý vị cảm thấy như thế nào vừa đủ, và cảm thấy cuộc sống của quý vị như thế nào là vui vẻ hạnh phúc, và chừng mực mà để đừng có làm khổ cái thân của mình quá, rồi mà tạo ra cái tài sản mà không có mang theo được. Thì có câu chuyện như thế này, có hai người bạn cùng nhau ở trong một cái thành phố, một cái xóm làng đó với nhau, nhưng mà đến khi gặp mùa đói kém và những cái tai ương nó xảy ra, rồi nạn giặc, rồi giặc cướp, rồi đủ thứ chuyện, không thể nào ở tại cái cố hương của mình được. Cho nên hai người đó rủ nhau đi qua một cái nước khác, một thành phố khác để mà sinh sống làm ăn. Thì hai người kia họ đi theo, họ đi thì họ phải qua một cái con sông. Thì một người á thì có tài sản, họ đóng theo đẩy trong đẩy rồi mang theo, còn một người thì không có tài sản mang theo, mà họ chỉ có được cái nghề nghiệp của họ, họ có được cái tri thức của họ thôi, cái kiến thức và nghề nghiệp của họ thì họ rất là giỏi, kiến thức của họ rất là lớn. Còn cái anh kia có tài sản nhưng nghề ngỗng không có, tri thức cũng có. Hai người đi qua một cái, đi qua coi như là phải qua sông qua biển mới tới được cái thành phố mà họ đã chọn để tới họ lập nghiệp. Đi giữa đường thì sóng to nổi lên, thì biển đang lặng và tự nhiên nổi sóng cồn lên, thì úp cái thuyền nó lật xuống, tài sản của cái anh mang theo đó cuốn trôi hết. Thì hai người may mắn là đều thoát chết mà được vô bờ. Thì một người á thì có trí thức, một người có nghề nghiệp, thì người nào thì các vị biết rồi, người nào sống dễ dàng hơn. Cái người không có nghề nghiệp, không có tri thức, mang theo tài sản qua biển nó ụt nó mất hết trơn rồi, mà giờ đi tới một chỗ đất miền đất lạ, không có nghề nghiệp, không có tri thức. Còn một anh không có tài sản nhưng mà mang theo trong đầu mình cái tri thức và mang theo con người mình cái nghề nghiệp, cái nghề nghiệp mà giỏi của mình, thì đương nhiên người nào dễ sống hơn, và người nào sống được trong vùng đất mới thì các vị biết rồi, phải không? Thì cái anh có kiến thức và là có nghề nghiệp đó thôi, còn tài sản để lại dưới biển rồi. Thì cái ý này, cái câu chuyện này Đức Phật kể ra cũng cho chúng ta là biết là những cái vật chất đó ngay ở tại thế gian trước mắt đó, nó cũng sẽ bị đánh mất như vậy, vốn gì là khoa kiếp sau, chính bản thân cái thân của mình đây nè cũng không mang theo lại được, thì huống gì tài sản mà mình mang theo lại chi. Khi mà cái hơi thở nó đã trút ra, nó lìa cái thân xác này, để cái phần tinh thần nó thoát ra khỏi thể xác này rồi đó, thì cái thể xác của ngay chính nó theo mình đây nè, nó cũng nằm lại với những cái tài sản thì là không là cái gì hết, phải không? Thể xác mình còn để lại không có gì là cái tài sản, do cái thân này cực nhọc mình làm ra, nó ở ngoài thân, cái thân là nó trong thân của mình cũng bỏ lại không có gì cái tài sản. Cho nên Đức Phật mới khuyên mình là lấy 7 cái thánh tài đó để làm tài sản, còn những cái tài sản khác thì thôi, ở trong cõi đời này á thì có thân này thì phải có những cái phương tiện
để mà sống, để mà thân này tồn tại. Nhưng mà mình đừng quá chuộng vào cái tiện nghi sống quá đi, mà để quên đi những cái quan trọng hơn mà nó theo mình đời này đời khác. Tôi kể câu chuyện đó và các vị nắm được rồi phải không ạ? Hả? Rồi mô Phật. Rồi các vị thấy xả bỏ không phải là mất hết. Xả bỏ không phải là mất hết Đức Phật của chúng ta. Các vị thấy tôi đưa ra một cái hình ảnh của Đức Phật mà chúng ta kính quý nhất, các vị thấy xả bỏ không phải là mất hết, mà nó có gấp ngàn, gấp trăm, gấp bao nhiêu lần như vậy nữa. Quý vị theo lịch sử của Đức Phật thì các vị biết Ngài là vị Thái tử, cung vàng điện ngọc là coi như đầy đủ hết, và là một vị vua kế nghiệp sẽ là thành vua, thì tài sản của Ngài là biết bao nhiêu. Nhưng mà Ngài xuất gia, Ngài đi tu, bỏ lại hết, chỉ một cái bình bát như là cái y rất nát thôi. Rồi đến khi thành Phật cũng đi khất thực, đi chân trần khất thực, không có một cái gì hết. Nhưng mà Ngài được cái danh hiệu là gì? Hả? Nhớ không? Gì Lưỡng Túc Tôn? Phước? Hả? Trí? Phước Trí Lưỡng Túc Tôn, phải không? Ngài được cái danh hiệu là Phước và Trí Lưỡng Túc Tôn, là cả hai cái đó Ngài đầy đủ. Đầy đủ mà lượng, vô lượng, vô biên. Mà chứng minh sự thật cho các vị thấy, không phải danh hiệu, không phải chỉ danh hiệu đơn thuần ở trên cái tiếng nói mà thôi. Chỉ là đặt cái danh hiệu mà trên cái danh xưng như vậy mà không có thực. Mà thật sự Ngài có thực. Cái có thực thì các vị thấy 2660 mấy năm rồi, cái trí tuệ của Ngài được cả thế giới công nhận, giáo lý của Ngài vẫn phổ biến, và những nhà tri thức của khoa học, của nhà tri thức hiện tại vẫn chấp nhận, dù họ là đạo khác, họ vẫn thấy đạo giáo lý của Đức Phật rất là hợp với cái thời đại khoa học ngày hôm nay. Trí tuệ của Ngài như vậy đó. Còn cái phước tức là phước là chỉ về cái phước về vật chất. Như các vị thấy có chùa nào khắp cả thế giới, các thầy, các cô hoặc là các chùa của thế giới, phước của Ngài vô lượng. Đó là các chùa, đương nhiên không thể nào phủ nhận cái phước đức của cái vị sư hiện tại mà trụ trì ở xa chùa. Nhưng mà cái phước đó đưa qua đâu? Đưa cái phước của Đức Phật. Chùa nào đó, các chùa bao nhiêu tiền có tiền để cất hết. Các vị thấy không? Phước của Đức Phật vô lượng không? Và nói là tượng Phật ai cũng cúng hết. Rồi không phải chỉ nước Mỹ mà khắp thế giới chùa mọc lên. Tiền đó ở đâu? Họ nghe tới Phật là họ đang học cúng cho Phật. Không phải cái phước của Phật à, mà 2600 năm rồi. Và cái tiếng của Ngài, cái đức của Ngài mà từ đầu bỏ, không cần ngai vàng điện ngọc. Mà bây giờ những đệ tử dòng họ cũng khác, chủng tộc khác của Ngài đó, mà cách xa Ngài biết bao nhiêu sao, vẫn hưởng được cái phước của Ngài. Nói cất chùa là họ kính Phật, họ kính giáo pháp, đương nhiên họ cũng có kính cái vị tu đó cũng có, nhưng mà cái trên hết và cái quan trọng nhất mà họ hướng về là Đức Phật, là giáo lý của Phật, phải không ạ? Mà đến bây giờ chùa nào cũng mọc lên, bao nhiêu cũng có mọc lên được hết. Cái đó là gì? Phước của Phật mà. Thực tế rõ ràng mà một thời gian rất là xa, 2600 năm, Ngài vẫn có phước như vậy. Cái danh của Ngài không phải là cái danh hư danh, mà nó là thực, trí vô lượng, phước vô lượng, công nhận không? Cho nên mà đầu tiên Ngài bỏ cái cung vàng đền ngọc, ai cũng thấy khó bỏ, nhưng mà được hết tất cả, nhưng phải được cho Ngài, phải không? Có phải được cho Ngài đâu. Nhưng mà các vị công nhận cái điều đó của tôi nói không? Rõ ràng 2600 năm rồi, phải không? Không phải là cái hư danh mà cái thật. Cho nên các vị đừng có lo là giờ mình bỏ và mình không có gì hết, chỉ lo là mình không tu thôi, chứ mình tu là có hết đó. Tôi nói thật đó, phải không? Hả? Không, đây, các vị có tin không? Tôi đưa ra cái trường hợp của Đức Phật của chúng mình, của mình đó, cái chấp nhà của mình, phải không? Đó,
đã bỏ hết rồi, ngài bỏ hết, nhưng mà tuy là dập diệt trên 2.000 năm mà những đệ tử này không phải là dòng họ của ngài, không phải là ở Ấn Độ mà khắp nơi, màu sắc khác nhau, sắc tộc khác nhau mà đã nói đến Phật, cất chùa Phật là bao nhiêu cũng có hết, bao nhiêu cũng được hết, phải không? Là cái đó là chi? Là cái phước của ngài vô lượng, phải không? Còn trí tuệ thì giáo lý của ngài để lại đến bây giờ mọi người 2.600 năm rồi mà mọi người vẫn công nhận và vẫn tin theo ngài. Cho nên thật sự là học kinh sách càng nhiều thì cái cung kính của mình á, với là cái niềm tin với lại quý ngài càng vô lượng, không thể nào tôi không tả nổi là cái nghĩ của tôi về Đức Phật, cái niềm tin của tôi về ngài như thế nào. Các vị càng học trong kinh thì càng thấy mà càng kính ngài, càng kính mà càng quý dữ, không diễn tôi không diễn tả được. Nên quý vị ở đây tôi nói các vị là từ mà xả bỏ đó, vật chất đó, Đức Phật dạy đó, thì đưa ra cái trí vô lượng, cái phước vô lượng của Đức Phật. Cho nên các vị đừng sợ, ngài cũng bỏ hết, ngài làm điện ngọc những cái mà quý giá hơn mình nhiều, nhưng mà ngài được lại một cái, mà được một kẻ thì tùy theo mức độ. Ngài thành Phật cho nên sao cái phước của ngài như vậy, mình tu ít thì mình sẽ được, cũng được. Cho nên đừng sợ bỏ, rồi bỏ hết không có gì. Bỏ, nếu mình thật sự bỏ mà mình thật sự vui vẻ mà giác tỉnh trong cái bỏ đó thì các vị sẽ được cái gì? Được gấp mấy lần các vị, cái mà các vị bỏ đi gấp nhiều lần đó, thì cái gương của Đức Phật đó, phải không? Rồi cái đó mình bỏ qua rồi ha, giờ đi qua thêm một cái từ nữa là khất thực ha. À, nhưng mà thật sự nha, chỉ từ trước nhờ các vị thấy là các vị mà xuất gia thường á, à thôi cái đó thôi, chai chữ xuất nói nữa nó mất thì giờ quý vị nữa. Thôi giờ vô kinh đi, vô hai chữ tiếp tục. Tôi giải thích cho các vị hai cái từ khất thực, các vị biết chưa? Hả? Biết rồi hả? À, khất thực, khất thực là đi xin ăn. Khất thực là đi xin ăn, còn khất sĩ là người xin ăn, phải không? Thì khất thực có nghĩa là cái người khất thực là trên, là xin giáo pháp của Phật để nuôi lớn cái pháp, cái giới thân tuệ mạng của mình, tức là nuôi lớn cái trí tuệ, cái huệ mạng. Là cái người tu là lấy cái trí tuệ là cái mạng sống còn của mình chơi, còn cái thân này là quan nhẹ, còn dưới là xin thức ăn của đàn Việt, đàn Na Thí Chủ để duy trì cái thân tứ đại. Mục đích sống của cái người mà xuất gia thì duy trì cái thân này là mục đích là để tu tập và là trưởng dưỡng đạo tâm, chứ không phải là để mà cho tốt cho đẹp, hoặc là để nuôi cái thân này với cái không ngoài cái mục đích để tu tập thôi. Thì cái kinh pháp tập quyển 1 á thì nói là việc Đức Như Lai đi khất thực thì để có lý do là đặt ra cái pháp đó. Mà pháp khất thực là không phải chỉ có thời của Đức Phật Thích Ca mới có, mà đó là cái pháp của ba đời chư Phật. Quá khứ các Đức Phật cũng hành trì cái pháp khất thực, hiện tại Đức Phật Bổn Sư là Đức Phật hiện tại cũng hành trì cái pháp đó, và tương lai Đức Phật nào ra đời hay Đức Di Lặc ra đời thì cũng cái pháp khất thực là cái pháp của hành trì của ba đời chư Phật. Nào, mà tại sao cái người xuất gia là phải khất thực? Thứ nhất là vì khi khất thực á thì cái người đó không đắm nhiễm cái vị ngon, không đắm nhiễm vô cái vị ngon và không chê cái vị dở, đều thọ nhận một cách bình đẳng. Tại vì kỳ xưa khất thực thì cứ ôm mình bát tuần tự đi nhà này kế nhà khác, cứ đi tới đó, thì khi mà đi khất thực như vậy thì nhà người ta có cái gì thì bỏ ôm mình bát cho mình cái đó, mình đâu có được lựa chọn. Không lựa chọn thì bớt đi, cái người tu họ sẽ bớt đi cái tham đắm vị ngon nơi cái lưỡi,
các vị biết là hai cái, thứ nhất mà nó hấp dẫn, cái trần hấp dẫn nhất đó là sắc, sắc mà sắc sắc nam hoặc sắc nữ. Cái thứ hai nữa là cái ngủ, và cái thứ ba nữa là cái ăn. Vì ba cái đó nó dính, cái ăn và cái ngủ là thiếu nó là cơ thể mình đâu có sống được. Thì ba cái đó là ba, những ba cái pháp trần mà làm cho mình dễ bị sai lầm nhất. Khát pháo, thức ăn và ngủ là ba cái mà dễ làm cho mình mắc sai lầm. Cho nên cái pháp khất thực này là để cho cái người tu không đắm vào cái vị ngon. Đi khất thực như vậy, đi qua nhà người ta, người ta có món ngon thì người ta bỏ vô bát ngon, người ta có món dở người ta bỏ vô trong bát cái đồ dở, thì tất cả đều người tỳ kheo phải thọ nhận một cách là quay đi là bình thường và không có, và bình đẳng, giúp cho cái người đó là điểm thứ nhất không đắm vào vị ha. Cái điểm thứ hai là phá trừ cái ngã mạn, cái lòng tự cao tự đại đó, là vì khi mình đi khất thực như vậy thì cứ tới đứng nhà người ta bỏ giống như cái kiểu đi xin vậy mà. Thì dù trong giới tu sĩ thì có rất nhiều giai cấp, có kỳ xưa Đức Phật, những công tôn vương tử, những nhà giàu có, những người nghèo có, đều là xuất gia vô làm đệ tử của Phật hết. Thì những người mà qua như những giai cấp trên đó, thì khi mà họ đó ở những cái giai cấp trên đó, thì họ cứ cho họ là cao quý thôi. Nhưng mà đến khi vô trong nhà Phật thì từ cái người ở giai cấp nào cũng phải đi khất thực hết, thì đứng là đi xin ăn vậy, thì để cho phá trừ cái lòng ngã mạn của người tu đó. Vì là người đi xin thức ăn mà. Cái phương pháp như vậy cũng giúp cho cái người tu phá trừ ngã mạn. Ở chỗ này thì tôi kể một chút xíu nha. Cái bản thân của tôi á, thì tôi thấy cái pháp này á, nó cũng có cái này là ngay bản thân của tôi là có nè. Có là nó giúp cho mình á, quán chiếu tại mình, phá trừ cái mặt ngã của mình, giữ cũng được nhiều, giúp cho mình được nhiều á. Tại vì ngày xưa là năm sau, năm 77 á, thì các vị thấy là còn thiếu thốn nhiều lắm, Việt Nam còn thiếu thốn nhiều lắm. Thì tôi ở Gò Vấp, mà thì đó cái chợ Đồng Mối là nó nằm ở chợ Công Muối ở quận Tư đó. Thì chợ đó là thường đó là rau củ quả, tất cả những cái gì á mà bán sỉ cho các chợ lẻ là đều tới đó mua. Thì trong chùa cũng rất là thiếu thốn, vì khi đó dân tình còn nghèo, họ ít cũng có chùa, thì mỗi hai buổi ba buổi như vậy là phải đi tới chợ Công Muối để đi khất thực, gọi là đi khất thực. Thì chia trong chúng chia ra cứ ba cô là một nhóm, mà từ đi xe bus từ đường Lê Quang Định Gò Vấp đi xe bus lên tới chợ Công Muối, rồi đứng xuống là cứ ba cô vậy, là có sắm trong chùa có sẵn là mấy cái bao 50 kg đó, bao không đó. Thì tới đó là ba cô là ba cái giỏ đệm, cái bị đệm đó, các vị nhớ không? Rồi đi tới đó là cứ tới mấy cái vựa mà rau củ quả đó, thì cứ cầm cái bị đệm đó, cầm cái ba bốn cái bịch, cái bao không mà 50 kg á, gửi vô một cái hàng mà mình quen mà họ hoan hỉ đó, cho gửi đó mấy cái bịch không. Xong ba cô là chia ra ba nơi, đi khi mà nó đầy giỏ rồi về nó bỏ bao, xong xuôi rồi á đi tiếp tới chỗ mà thấy mà cái tiệm, cái chỗ nào mà bán thì họ bán đồ sỉ, thì có những cái nó hơi héo hư là họ phải lựa ra đó, chợ sỉ mà đem về các cái chợ nhỏ bán, cho nên họ phải bán đồ ngon thôi, mấy người đi buôn đó. Thì mấy tới mấy cái chỗ mà có những cái rổ mà chứa cái đồ hơi hư là mừng lắm, thì chắc là họ sẽ cho, vì cái đó họ không bán được. Nhưng mà cứ đi khất thực như vậy mà cứ chia phiên, mà ai cũng tin nó thiệt nghe, chia tôi vô cái phiên nào cũng ai chịu nhận hết, tại tôi đi xin không có, họ không cho tôi không hiểu. Mà cứ chia tôi mà tôi kể là biết sao, mà khi đó là tôi rất ngại, khi mới vô chùa ngày xưa nó thật sự ra tôi đang đi học, xong đi tu thì vô xin thích đi tu, có chùa đi tu thôi, chứ
cái mỗi lần cũng vậy là tôi đi mà tới, tại vì cứ đưa cái giỏ vô cái miệng dí dí, phải nói vậy nè, cô ơi cô có gì hộ cho chùa không, khi mà đưa cái bịch nước đó vô mấy cái vựa mà bán cà rốt, bán củ khoai này nọ đó, hay bán rau cải á, phải đưa cái bị đó vô đó, cô ơi cô có gì hộ cho chùa không, mà cái mặt phải hoan hỉ vui vui. Nhiều khi người ta cũng đánh giá giá cái mặt mình cũng dễ người ta cho, tôi thì tôi mất cỡ. Khi đó mới đi học sinh, mà học sinh đi học, nghỉ học xong vô chùa, vô chùa mới 17 tuổi mà tự nhiên cái đời cứ đem cái đó cứ tính tới đứng, cô ơi có gì hộ cho chùa không, mà tôi nói nhí với lại nó cái ngại ngùng á, mà tôi đi xin thì ít được lắm, thành thử mà chia tôi, và lúc đó thì tôi mất cỡ, với lại con nít mới lớn 17 tuổi mà đang đi học sinh vậy, mà chưa đời nào đi xin vậy, tự nhiên đi xin. Rồi xong tôi đi riết, xong tôi suy nghĩ, thật sự tôi suy nghĩ mình đâu có phải xin cho mình nếu mình không có mạnh dạn. Để xin thì chúng không có thích. Với lại là tại sao mình phải mất cỡ? Thì tôi suy nghĩ về cái chuyện tôi đi xin như vậy. Thật sự ra là tôi đã có, vậy là cũng cái dạng khất thực rồi đó. Mà mấy năm như vậy, vì thời kỳ năm 77 thì các vị biết đất nước Việt Nam chưa có phát triển, còn nghèo, dân nghèo, Phật tử nghèo thì họ đâu có di giả để họ nghèo, cúng về chùa đâu. Cho nên phải tự túc làm cói, rồi phải là đi khất thực như vậy đó, để xin thức ăn về. Mà khi đó thì tôi công nhận nha, tôi phải nói là cái ngã còn mắc cỡ nó rất là lớn ở trong tôi, không có nói được. Rồi cứ chui đi lẻn đi bỏ đi vòng chứ không vô. Vì tôi chứng kiến, ví dụ như không phải một cái chùa tôi đi khất thực thôi, mà hầu như vì chùa nào thời gian đó là cũng thiếu thốn, cho nên ví dụ trong một buổi sáng đó cũng có nhiều chùa lắm, có nhiều cô lắm cũng đi như vậy, cũng đi tới như vậy. Thứ nhất là cũng có nhiều người họ khó tính, họ la tôi xin lỗi, tôi bỏ cái chùa ra, họ nói cái cổ chùa đi chùa qua vậy, cái máy thì được một cái cổ chùa qua, họ nói là cái cô mà tôi chứng kiến vậy, cho nên tôi sợ. Tôi sợ, với lại là tôi mất cỡ nhiều, mất cỡ mà coi như là cứ đi vòng cho nó vô sinh, sợ họ la. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ là mình đây, mình trong thời gian khó khăn mình chỉ xin, khi đó cũng chưa biết gì nhiều, mới năm 77 mới vô chùa không biết gì nhiều, nhưng mà mình xin cho chùa để đem về cho chúng ăn, thì họ la, thì họ tốt thì họ cho, mà họ tốt thì họ la vài câu thôi, mình cũng chịu đựng, cùng chỉ chịu nghe thôi, thì họ không cho thì họ bỏ đi ra, thì riết thì tôi đi được. Tôi không còn mất cỡ và tôi không sợ nữa. Thiệt là tôi thấy cái việc đó. Chứ còn một lúc mà mới đầu, lần đầu tiên là đi là tôi sợ dữ lắm. Sợ với lại nó mất cỡ dữ lắm. Mất cỡ với tự nhiên cái giỏ đèn cứ đưa vô trước mặt họ. Dạ, cô ơi cô có cái gì hộ cho chùa không cô? Rồi đi qua cái hàng đó, cô có gì hộ cho chùa không cô? Họ có cái gì họ bỏ vô. Thì dạ cảm ơn cô, rồi bỏ đi qua, là tôi có làm thì khó. Nhưng mà ban đầu thì cái tôi nó nặng, cho nên mất cỡ. Rồi cứ đi vòng hoài chứ không vô sinh, thành thử không có được đồ. Cho nên ai chia tôi vô phiên người nào là người đó cũng hắt ra hết. Nhưng mà sau từ từ tôi quen, với là tôi suy nghĩ thôi mình không thể nào được, mình đi vòng như vậy không được. Thì cái ngã nó hạ xuống bớt. Nó hạ xuống bớt thì tôi làm được, tôi đi xin được, rồi vẫn đi xin được, mà cũng thời gian khá lâu, cứ mỗi hai ngày là chúng đi một lần, thì một phiên như vậy là ba người, xong rồi đầy các cái bao mình lấy rồi thì bắt đầu mới nhờ xe đẩy ra xe bớt, khi nó rồi đi về chùa. Đó là tôi kể thôi, là phá trì ngã mạn, mà tôi thấy cái này có giúp cho mình phá ra. Chứt bỏ cái nữa là chứt bỏ tất cả các việc thế tục,
Ăn chỉ là phương tiện để tu đạo, tức là dứt bỏ tất cả các vị thế tục. Thì các vị thấy rõ là nếu mình tự nấu nướng thì rất là nhiều việc nó mở ra, làm cho mất hết cái thời gian của người tu sĩ. Phải làm cái này làm cái nọ, hoặc là thậm chí nhiều khi là phải đi làm để tạo ra thức ăn, tạo đi làm để mới phải có khả năng để mới cơm gạo, phải không? Thì nó lại là sanh ra rất là nhiều việc và nó chiếm hết thời giờ tu tập của một người xuất gia. Cho nên khất thực chỉ không bỏ thời gian để nấu nướng, cứ suốt ngày xuống bếp để nấu cơm thì nó chiếm hết thời gian để tu tập. Rồi nếu mà có thí chủ họ đem đồ tới sẵn cho mình nấu nướng, đã mất thời gian rồi. Nếu không có người ta cúng thì phải đi làm để tạo ra phật thực nữa. Còn khất thực thì chỉ đúng giờ cứ ôm mình bát đi, có được bao nhiêu về dùng thì thời gian bớt cho cái việc ăn uống của cái người tu sĩ rất là nhiều. Thì tất cả những thời gian bớt đó để chuyên tâm vào sự tu hành thì hay là nghiên cứu Phật pháp thì nó lợi ích hơn, nó đúng với là bổn phận của người tu sĩ hơn, và đúng với việc làm của người tu sĩ hơn là bỏ thời gian cho việc ăn uống. Rồi cái về mặt đó là phần tự lợi, còn về phần lợi tha là tạo cơ hội cho khi mình đi khất thực như vậy thì tạo cơ hội cho tất cả những Phật tử hay là những người ở ngoài đó, họ gieo duyên với Phật pháp, rồi họ có cái duyên được cúng dường. Thật sự ra nhiều khi đi khất thực như vậy trong các bản kinh đó, cũng mỗi những nhiều khi những cái thời của Đức Phật mà đi khất thực đó, thì gặp những người thì họ hỏi họ coi như là hỏi đạo Đức Phật hay hỏi đạo các vị đại đệ tử hay các vị đệ tử của Đức Phật đó. Về hỏi về đạo, mình nhờ hỏi như vậy, nhờ tiếp xúc với họ như vậy, họ hỏi đạo đúng rồi, thì khi giảng đạo với họ, họ mới thấy những cái hay của Phật, của đạo Phật, thì khi đó họ mới phát tâm, họ tu tập. Thì cái đó là cái về mặt mà phước điền, thì khi cúng dường cho Phật hay cúng dường cho các vị đệ tử xuất gia của Phật á, thì họ tạo được cái phước điền vật chất từ kiếp sau. Rồi có những người có cơ duyên thì họ muốn tìm tòi họ hiểu, họ không hiểu ở ông tu như thế nào hay là ở đạo này là đạo như thế nào, thì có những người họ tò mò, bắt đầu từ các tò mò họ hỏi thăm rồi họ biết được giáo lý, và họ biết được giáo lý của Đức Phật, thì đó là gieo cái duyên hạt giống bồ đề cho họ để về mặt tu tập cho cái người khi mình đi khất thực nữa. Cho nên cái duyên phủ nó rộng hơn. Đi thì đi ngày nào cũng đi khất thực như vậy thì tiếp xúc với những người mà tín đồ hoặc là không phải tín đồ mà họ bỏ bát. Vì kỳ xưa như tôi nói trước đó, không phải chỉ có Đức Phật, đệ tử của Phật mới gọi là sa môn thôi, tất cả ngoại đạo cũng là sa môn hết, và họ cũng có cái pháp đi khất thực hết. Cho nên trong khi đi khất thực như vậy có thể gặp những người đạo khác cũng có nữa, họ muốn biết về cái đạo lý của Đức Phật như thế nào, thì đó là cũng cơ duyên để mình gieo giống bồ đề hay là giống trí tuệ cho cái duyên của Phật pháp đối với những người đó. Thì trong cái pháp khất thực này, đây tôi nói theo kinh thôi nha, tôi nói theo kinh thôi, còn có khất thực là cái cách sống chánh mạng một tu sĩ. Ngoài việc khất thực ra không có một cái cách sống nào Đức Phật cho là chánh mạng. Thật sự ra đời giờ thì nó khác cái thời của Đức Phật. Nhưng mà thật sự ra cái pháp của một vị tu sĩ chánh mạng có nghĩa là cái lấy cái phương pháp chân chánh để mà nuôi cái mạng sống của mình. Thì với người tu sĩ, cái chánh mạng của người tu sĩ, cái pháp khất thực, ngoài pháp khất thực ra không có một cái pháp nào gọi là chánh mạng cả. Chánh mạng để nuôi sống cái bản thân của người tu sĩ được hết, chỉ có việc khất thực thôi. Cho nên bây giờ thì thời gian nó trải qua rất là nhiều, hoàn cảnh sống cũng thay đổi, tất cả đều thay đổi hết. Nó không giống như thời Đức Phật là tu sĩ ôm mình bát đi khất thực nữa, nhất là về giáo lý của bên phái phát triển, đại thừa phát triển. Còn bên phái Nam Tông Theravada thì vẫn giữ, còn bên phái và đại thừa Phật giáo phát triển thì cái pháp khất thực này không giữ nữa. Nhưng người tu sĩ, nếu người tu sĩ đúng pháp
vẫn lấy cái chánh mạng là cái pháp bất thực để nuôi thân mình, thì đối với vật thực dù không có là cái pháp đi khất thực mà mình hiểu được ý nghĩa khất thực là như thế nào, thì dù là ở trong chùa nấu không đi khất thực nữa vẫn hình thức nó khác, nhưng cách duy trì là phải cách duy trì và cái ý nghĩa của nó mình phải hiểu và mình sống với nó phải đúng. Tức là tuy không đi khất thực nhưng khi ăn thức ăn người ta dọn lên mâm, không chê ngon chê dở, không đắm nhiễm vào cái thức ăn đó của người cúng, phải biết cái ý nghĩa. Và khi mình ăn, cái người mà ăn á, cái người thọ dùng thức ăn đó cũng vì mục đích là nuôi sống cơ thể này để cho nó có đủ sức khỏe, mà mục đích nuôi sống của nó để là tu tập mà thôi, ngoài cái việc đó ra thì không có một lý do gì nữa để thọ nhận thức ăn này. Tuy cái pháp thức thực nó không còn, nhưng mà cái người tu sĩ ăn thì phải cái mục đích ăn và cái ý nghĩa của việc thọ thực phải không thay đổi như thời Đức Phật. Các vị hiểu ý tôi nói không? Hình thức có thay đổi nhưng ý nghĩa và áp dụng nó trong cái mặt tâm tưởng và quán chiếu người tu không được thay đổi. Phải không ạ? Thì nó mới đúng với là giáo lý của Đức Phật như vậy. Còn nếu mà trong cái ý nghĩa hoặc cách hành trì và cái hình thức thay đổi mà cái tâm mình cũng thay đổi theo luôn thì không đúng, mình không phải là cái chánh mạng của một vị tu sĩ. Còn các vị cư sĩ thì chánh mạng của các vị cư sĩ là như thế nào? Cái đó là khất thực là chánh mạng của các vị tu sĩ. Còn chánh mạng của các vị cư sĩ thì theo cái ý nghĩa là nghề nghiệp chắc chắn để nuôi sống bản thân là cái chánh mạng, là để mà duy trì cái mạng sống là của người Phật tử ở ngoài đời. Thì Đức Phật có dạy rằng bất cứ công việc hoặc nghề nghiệp nào cũng có thể được coi là chánh mạng nếu nó mang, nếu nó không mang lại cái tác hại cho bản thân mình, cho người làm công việc đó và không hại cho bất cứ một chúng sanh nào cả. Không nhất định là phải là nói là việc này hay việc nọ, nhưng ví dụ như là trong cái câu này Đức Phật nói rất là rõ ràng và tổng quát tất cả các nghề nghiệp của Phật tử, của các vị Phật tử, là nếu cái nghề nghiệp đó gọi là chánh mạng, gọi là chân chánh thì chính lợi mình, lợi người và lợi cho tất, không gây tác hại cho bất cứ một người nào, thì cái công việc của các vị làm Đức Phật gọi đó là chánh mạng, là một cái nghề nghiệp chân chánh để nuôi sống bản thân gia đình của các vị. Hết giờ rồi, hết A Di Đà Phật xin xong. Mình hôm nay mình nghỉ ở đây ha, rồi tuần sau mình tiếp. Khi nào tôi thấy tôi cũng kéo quá trời lâu, phải không ạ? Mới gần 2 tháng rồi mới có chương 3. Hả? Mô Phật. Rồi, cảm ơn quý vị ngồi chờ cho chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thánh Phật.